Thưa bạn thì hôm nay thì mình sẽ làm về load and store. Cái này là cái phương pháp của cái lệnh load thì lệnh store thì nó cũng tương tự thôi. Thì đầu tiên là lúc nào cũng sẽ có cái chữ là ldr, sau đó là cái type. Cái này có nghĩa là mình sau này mình sẽ điền thêm vào nó, đó là byte hoặc là unsigned byte. Signed byte thì mình muốn sử dụng cái dữ liệu nào thì mình sẽ ghi cái chữ này vào đằng sau đó. Đây 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 là mình sẽ load một byte đi vào. Cái này là mình sẽ load hash của. Tiếp theo là cái condition. Condition đây nó là optional condition code. Thì ở sau đó thì mình có thể có thêm cái điều kiện để mà mình có thể load và không load. Giả sử như là EQ. Cái này được thực hiện khi mà cái yes flag được bật lên 1 và không thực hiện khi mà cái yes flag bằng 0. Thì cái yes flag này thì nó sẽ bật bật khi lên á, khi mà mình thực hiện cái câu lệnh là compare. Đấy, nếu mà bằng bằng nhau thì nó sẽ bằng 1, còn không bằng nhau thì nó sẽ bằng 0. Rồi sau đó mình sẽ, nếu mà hai cái này bằng nhau thì mình sẽ put cái giá trị này vào cái vào loop 3. Tiếp theo là cái giá trị offset. Thì mình, nếu mà mình không có cái offset này đằng sau thì nó sẽ lưu cái giá trị này vào ngay cái địa chỉ này. Còn nếu mà mình có index mình có offset này thì nó sẽ cộng thêm 2 vào đây và nó sẽ lưu vào địa chỉ là 0x2002. Còn pre index này thì có nghĩa là nó cũng y y chang cái ở trên, nhưng mà nó sẽ cái error này nó sẽ được cập nhật. Đấy. Và còn cái box test này thì có nghĩa là nó sẽ lưu lưu cái giá trị này xong, sau đó thì nó mới tăng cái index này lên. Lừa em được không? Còn cái double quote này thì nó thanh ghi này thì chỉ là 64 32 bit thôi. Thật ra là nó phải sử dụng hai cái thanh ghi này để lưu được 64 bit. Rồi cái value 1. Bạn thấy là cái giá trị này nó được lưu vào cái địa chỉ là 0x2002. Tôi lưu ý là cái ở đằng sau này thì nó là bài cao, còn lần trước này nó là bài bài thấp. Rồi. Đấy, đều là value 2 và value 3 của mình. Và mình đã load được cái giá trị này, hai giá trị này vào với nhau. Cái này là mình load cái bài bài thấp. Rồi tiếp theo là hai bài thấp ở đây, sau đó mình thử compare hai cái giá trị này với nhau để xem là nó có đốt cái giá trị
mình này này vào cái thang ghi được hay không. Vì á thấy là vì nó không có bằng nên là nó N3 này thì nó vẫn giữ cái giá trị ban đầu của nó chứ không hề thay đổi. Bây giờ mình sẽ cho nó hai cái nó bằng nhau. Đây lưu 2 và lưu 3 thì nó đang bằng nhau, thì nếu thực hiện cái lệnh tiếp theo thì nó sẽ nốt cái giá trị này vào cái end3. Đây thì hai nó bằng nhau rồi, nên là nó sẽ nốt cái giá trị này vào cái end3.